Rồi đi con, nắm tay mẹ. Nắm tay nhau trên đường tung tăng, vui cả ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Từ từ thôi, đúng rồi. Cô chú ơi, hôm nay là một ngày, lại là một ngày đẹp trời. Đó, bây giờ nó qua đây đứng, nó đi kiếm bà, nó kiếm kiếm bà Dolores đó, nó biết rồi đó. Giờ này đâu có ai nhà, có bà Dolores ở nhà thôi chứ coi. Trời ơi, bà mới mua xe đạp hay gì vậy, xe đạp mới quá trời. Rồi, qua kiếm bà Dolores kìa. Dolores đâu ta, đó, say hi. Say. Come on in kìa. Cái gì vậy, tự nhiên nay sợ. Làm sao, sao tự nhiên nay, sao tự nhiên nay sợ bà. Ôi xạo quá bà ơi. Đi, đi vô nhà đi Dolores chơi. Bà xạo quá, nãy mới đi qua kiếm bà chắc thiền. Oh, look at that. Oh, let's go. See. À bà chưa? Lên lên lên. Honey, come in and help. Come on. Come on. Yeah. Lên đi. Come on. Đúng rồi. Mama can come too. Yeah, I'm gonna come in. Oh, you get the ball and then you gotta go. Oh my god. Did you say thank you, JD? Con ả bà đi, ả. À. Giỏi. Oh, thank you. Oh, sweet. You wanna come in my house? Muốn vô không? Come in my house? You wanna come in, JD? Không hả? Guess not. Be careful. I'll bring the ball back. Oh, I thought it's a ball to play golf. No. Con nói kìa, vô lấy của người ta đi kìa. Có được con này xạo nè, bữa giờ chơi bả giờ tự nhiên gặp bả khóc. Xạo vừa vừa thôi nha. Xạo cái đó là mày đập á. Đi ra ra thuyền chơi nè. Đi. Đi ra thuyền chơi. Yeah. Đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi nha. Ui trời, ở trên này, đây có nhiều cái con, mấy cái con này nó làm tùm lum đây nè. Đi đi đi, né qua chút. Đi né chút này. Đừng đạp lên nha. Ừ, né qua rồi, thôi được rồi. Cái con này làm tùm lum ở trên đây. Rồi, thuyền nhà mình đâu chỉ coi. Thuyền nhà mình đâu? Cái nào đâu? Chiếc nào đâu? Chiếc nào? Ê! Em đi xa quá. Ha. Đây, đi lên thuyền nhà mình chơi, đi. Thuyền nhà mình là chiếc nào cho con nhớ hả? Hả? Hay là con muốn đi chơi? À, cô chú ơi, chơi ra. Chơi ra thuyền chơi nè cô chú. Ô, chạy 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 chạy. À chạy chạy chạy. Coi chừng, coi chừng. Coi chừng nghe con. Lên đây là phải bỏ dép ra đi. Thôi rồi, mất tiêu rồi. À. Tôi chưa làm gì hết á. Coi chừng nha. Mát quá vậy hả?
Ôi chà chà chà, té luôn. Trời ơi, nó lại bò luôn rồi. Nó bò nó lên luôn rồi. Nó nghe nè, Lucky làm con đau đâu đâu, chỉ mày coi. Lucky làm đau đâu. Cô chừng đập cái mặt vô cái kia nghe. Sao rồi. Trời ơi, chảy nước miếng luôn. Ôi, dép đẹp quá ta. Dép đẹp quá ta. Ủa vậy thôi, cười vậy hả? té ngồi dậy ngồi dậy đó. Nữa hả? Thôi chui ra đi, ngồi đó chi con. Nè, hôm qua chạy té nữa nè, thấy chưa? Uống sao đâu, vô coi, vô. Vô đi. Cái gì vậy, đu đó làm chi? Coi nó khỉ khọt không, đó. Coi chừng đứng lên trúng đầu nghe. Coi chừng, đúng rồi. Chứ banh đâu, để mày lấy cho con nha. Hai con tự lấy. Con tự lấy hả? Yeah, good job, high five. Good job. I love you, sweetheart. I love you. Sweetheart. À, mày bây giờ nè. Nó nghe nè, con mi gió là sao? Nè, mi gió coi. Oh. Where's the ball? Rồi nó thải cái trái banh này ra ngoài nước rồi cô chú ơi. Ủa con chay này nè. Mày lụm lại cho con nè, không được thải dưới nữa nghe chưa. Thải mà xa quá là mày lụm không được là mất đó. Nghe không? Đó, chay. Thôi thích làm gì làm đi. Đó, con nó chơi. Đó, con nó chơi kìa, đó. Thấy chưa, nó thấy lụm được đó, rồi nó thả xa là hết lụm được là khóc nè. Nè. Vỗ tay. Rồi đây. Thôi, đừng làm ơn, đừng mở mấy đó ra giùm cái. Làm ơn. Gì, còn gì phá nữa không? Nó cứ là đi lên đi xuống vậy đó. Ồ. I love you, JD. Có đi. Đi tướng là biết xạo liền thôi. Chay với cô chú mà gặp chay ở ngoài chắc là cô chú cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì trong video clip á nhìn nó bự lắm, nhưng mà thật sự ở ngoài cô chú nhìn nó ngỡ ngàng, nhỏ xíu con à, chút xíu à, nào giờ vậy đó, chút xíu à, nó gọi là đẹp thì nó không phải là đẹp con, nhưng mà nó rất là nhỏ con. Da thịt thì cũng có, nhưng mà không có tới nỗi mà ngấn, cái bụng thì cũng có bụng đó. Cô chú thấy nó ăn là cô chú biết thấy cái bụng nó rồi.
nhưng mà nó rất là nhỏ con, tại vì Ngọc là Ngọc cao có 1,5 m, còn chồng Ngọc anh cao 1m68 à, 67, 68 vậy đó, nên là chay rất là nhỏ con. Ôi trời, nó đứng ở trong đó mình không thấy nó luôn kìa, nên rất là nhỏ con cô chú ơi. Cô chú nói vậy là cô chú có thể mường tượng được chay rồi đó, nhỏ con lắm. Bây giờ là thí dụ như người ta, con người ta là 18 tháng đi, 18 tháng mặc đồ gỡ khoảng 24 tháng, chay cũng có mặc đồ 24 tháng. Đó, 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 thấy chưa? Bị xì tắt rồi, bị tắt rồi. Nhưng mà nó 18 tháng là nó mặc đồ đúng 18 tháng đó. Chứ còn không có hơn, không có hơn sai rồi kia. 24 tháng là mặc rộng như nó rồi đó. Cũng có vài cái nào nhỏ 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 đúng á. Đó, đó, đừng có giục quá đó nghe. Dài dài mong mốt là dài cũng mang chắc size 6 à, size 6,5 rồi gì kia là giữ. Ê ê ê. Rồi làm gì ạ? Làm gì ạ? Làm gì ạ? Mẹ không hiểu. Mẹ không hiểu là con đang làm gì. Con muốn đẩy, con muốn kéo ghế nó lại đây ngồi với mẹ hả? Ghế đây sao kéo? Vô lý thường kiệt. Vô lý thường kiệt một cách trắng trợn luôn á. Đó, rớt nè, rớt nè. Ui giời ơi, trời ơi. Ui giời ơi, trời ơi. Lại đây. Ờ, bỏ đó đi. Good job, vậy đi. Bây giờ muốn đi vô ngủ, mẹ cho đi vô ngủ nè. Ngủ không? Ngủ không? Ồ, đau chân con á hả? Đi vô ngủ, mẹ bồng con vô ngủ. Vô ngủ nha. Đi vô ngủ nha. Vô ngủ không? Trời ơi, tới giờ này mà cái con mắt còn á hả? À, lâu liên à. Có con này nè, chừng nào mà hả chơi mà chơi đã đến rồi này kia. Ồ ồ. You okay? Đi tới đi lui. Đi lên rồi đi xuống, trong nhà cũng vậy hả chơi, trong nhà cũng có con đường cứ đi lên đi xuống, ra ngoài đây cũng đi lên đi xuống vậy đó chơi. À, hôm qua nè, hôm qua con thấy cái cô với cái cô kia đang lấy tàu, con không bị gió, con sao con ù qua, con sao không nói mẹ nghe coi hả, con ù qua làm sao, làm sao, làm sao? Hát ba, hát ba. Ngày nào em hát, hát cho người dấu yêu, hát cho người ở lại. Nữa hả? Về chơi trò này nữa hả? Trời ơi, em bé biết đi, giờ tập bò kìa. Giờ đeo bò lại kìa. Hay chưa? Em bé lớn già cái đầu mà còn bò kìa. Tung tăng đó, nó tung tăng đó cô chú. Tập đi, tập đi. Rồi, tới con đi, con đi.
Rồi, tới con đây. Làm gì á? Làm gì á? Rồi, tới con đây. Your turn. Thôi, đừng, ẹ. Nằm xuống ngoài, nằm xuống đây, nằm xuống kho đi. Nằm xuống luôn đi, ừ đó, đó, nằm xuống luôn đi. Con giỡn mặt với mẹ phải không? Đây nè, đứa nào làm đổ cái này? Đứa nào làm đổ cái này? Mở ra. Đó, nó về, nó nằm xuống, nó xào, nó ngủ kìa. Con giỡn mặt với mẹ hả chay? Đứa nào làm đổ cái này? Đứa nào làm? Ai phải sao mày làm cái gì? Con làm phải không? Là cái gì? Mà tại sao đứa nào làm đổ cái này? Làm đổ cái này rồi tối sau ngủ. Xạo ha, đừng có xạo nghe chưa. Xè ta ra. Bính nè. Mày giỡn mặt với con hả chạy? Mày quýnh con cười hả chạy? Ai cho ba gì? Con xin lỗi mẹ chưa? Xin lỗi mẹ. Từ giờ về sau không có làm gì nữa nghe chưa? Từ giờ về... Nghe tôi nói nè. Từ giờ về sau không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ chưa? Nó giỡn mặt với tôi hả ta ơi? Đứa nào làm cái này? Đứa nào làm cái này đây? Ai làm? Con chạy làm phải không? Xe ta ra. Xe ta... Bính nè. Xin lỗi mẹ chưa? Từ giờ về sau không được làm nữa nghe chưa? Ôi nó giỡn mặt. Trời ơi nó giỡn mặt dễ sợ chưa? Nó giỡn mặt với tôi dễ sợ không? Từ giờ về sau con không được làm nữa nghe chưa? Dạ chưa? Mở cái đám vú ra. Nó xạo kìa. Ôi đất ơi. Nó đem nó đổ nước, nó đổ sữa đầy đó ra nè. Nó giỡn người cho nó nói tới nó là nó cà xì quà xào. Xạo dễ sợ xạo thiệt chứ. Cười không? Cười không? Cười không? Cười hả? Cười hả? Cười hả? Cười không? Mẹ nói là không được cười nghe chưa? Mẹ la là không được cười nghe chưa? Nít nghe nè. Từ giờ về sau không được như vậy nữa nghe chưa? Nghe không? Chùa chùa gì? Mẹ sao mẹ la con biết bao nhiêu lần cái chuyện này rồi mà con cứ làm hoài. Mà tại sao con cứ làm hoài vậy? Cái gì? Lì lợm. Nằm xuống ngủ. Trời ơi nó giỡn mặt với tôi kìa đó. Thấy không? Nó giỡn mặt với tôi chưa? Đập cho một đập bây giờ đó.